Top 5 đồ decor Trung Quốc, kinh doanh sinh lời nhanh nhất. Đồ decor Trung Quốc là một trong những loại đồ trang trí nội thất phổ biến nhất trên thế giới. Với sự đa dạng và độc đáo của nó, đồ decor Trung Quốc đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc trang trí nhà cửa của nhiều người. Đồ decor Trung Quốc có rất nhiều loại, từ các tác phẩm điêu khắc, tranh vẽ, đồ gốm sứ cho đến các vật dụng trang trí khác như đèn lồng, chậu cây cảnh, tượng phong thủy. Mỗi loại đồ decor đều có một ý nghĩa riêng, mang lại vẻ đẹp và phong thủy tốt cho ngôi nhà của bạn. Nếu bạn đang có ý định kinh doanh đồ decor Trung Quốc thì hãy tham khảo ngay top 5 đồ decor Trung Quốc. Kinh doanh sinh lời nhanh nhất cùng Hoa Nam Logistics nhé và hãy xem hết vì mặt hàng thứ 5 là sản phẩm hot nhất hiện nay. 1. Đèn trang trí. Đèn trang trí là một trong những loại đồ decor Trung Quốc được ưa chuộng nhất hiện nay. Với nhiều mẫu mã đa dạng, từ đèn lồng truyền thống đến đèn LED hiện đại, đèn trang trí Trung Quốc mang lại sự sang trọng và tinh tế cho không gian sống của bạn. Bạn có thể sử dụng đèn trang trí để làm điểm nhấn cho phòng khách, phòng ngủ hoặc phòng làm việc của mình. 2. Gương trang trí. Ngoài ra, gương trang trí cũng là một trong những sản phẩm được nhiều người ưa chuộng. Với những thiết kế độc đáo và tinh tế, gương Trung Quốc mang lại sự rực rỡ và lộng lẫy cho không gian sống của bạn. Bạn có thể sử dụng gương trang trí để tạo điểm nhấn cho phòng khách, phòng ngủ hoặc phòng làm việc của mình. 3. Tượng phong thủy Trung Quốc. Tượng phong thủy Trung Quốc là một trong những loại đồ decor được ưa chuộng nhất. Những tượng phong thủy này thường được làm bằng đồng hoặc gỗ và được dùng để trang trí trong nhà hoặc ngoài sân. Tượng phong thủy Trung Quốc có ý nghĩa rất quan trọng trong việc mang lại sự may mắn và thành công cho gia chủ. 4. Đồ gốm sứ Trung Quốc. Đồ gốm sứ Trung Quốc được làm từ các nguyên liệu tự nhiên như đất sét trắng. Những sản phẩm này được làm bằng tay bởi các nghệ nhân có kinh nghiệm. Đồ gốm sứ Trung Quốc có phong cách rất riêng, tinh tế và đẹp mắt. Những sản phẩm này thường được dùng để trang trí bàn ăn hoặc để đựng các loại hoa quả. 5. Hoa giả. Hoa giả Trung Quốc được tạo hình rất giống với hoa thật, lại có độ bền cao, giá hạt rẻ nên được nhiều chủ shop hoa nhập về kinh doanh. Các mặt hàng hoa giả Trung Quốc được sản xuất từ rất nhiều xưởng, nhà máy khác nhau nên mẫu mã ở đây rất đa dạng, lại hay bắt chen. Nên chủ shop có thể tìm kiếm được rất nhiều loại hoa giả khác nhau về cả màu sắc lẫn mẫu mã. Hoa giả tại Trung Quốc được làm từ rất nhiều chất liệu khác nhau như giấy lụa, giấy, voan. Tùy vào nhu cầu thị trường mà chủ shop có thể chọn được nhiều mẫu hoa phù hợp. Hoa giả có độ bền trường tồn với thời gian, không sợ héo úa, dễ dập nát, hư hỏng như hoa thật. Do đó, khi trưng bày hoặc kinh doanh loại hoa này sẽ giúp người mua giữ được nhà cửa luôn luôn xinh đẹp, bắt mắt. Nhập hoa giả Trung Quốc, chủ shop không phải mất quá nhiều thời gian, công sức và chi phí khi mua hàng. Thay vào đó, ở bất cứ nơi nào cũng có thể đặt hàng một cách dễ dàng. Cảm ơn bạn đã xem hết video của Hoa Nam Logistics và chúc bạn thành công trên con đường kinh doanh của mình.